Tôi muốn nói chuyện với anh. Ngồi đi. Anh nói gì? Tiền nợ tôi, anh tính sao? Gì? Nợ hả? Chứ không phải vợ tôi trả anh hết rồi sao? Anh cũng biết điều đó nữa hả? Vậy anh có biết vợ anh phải làm bao nhiêu là công việc để trả nợ cho anh không? Đâu phải thiếu một mình tôi, thiếu cả ông Chí, cả chục người ở trong chung cư đây nè. Anh là đàn ông mà để vợ anh một mình gánh hết, anh thấy nhục không? Anh còn chiếm đoạt cả công sức của cổ nữa. Chưa hết đâu. Ngày mà cổ lên đây nè, anh có biết là cổ và má anh chịu đựng biết bao nhiêu nhục nhã cay đắng mà anh đã gây ra không? Anh khỏi dạy tôi, anh khỏi nói cho tôi biết. Tôi hiểu điều đó. Bộ tôi muốn vậy làm sao? Vậy chuyện anh đã làm đau lòng cổ ngày hôm nay, anh có biết không? Anh đừng nói là anh không biết nha. Anh biết hết đó. Thậm chí hả, anh biết cô Thơm phải hy sinh vì anh mà anh lại thản nhiên đi cùng với một người đàn bà khác, thản nhiên lừa gạt cổ. Anh là thằng hèn, có đáng mặt đàn ông không? Cục vàng của bà nội thương quá. Nè nè, đưa bánh này. Nè, ăn đi con, ăn đi. À, bà nội cho con ha. Giống y thằng cha đó vậy, không khác chút nào hết trơn à. Thương quá con. Nè 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 nè, bà nội mua cái này cho con ăn ha. À, thôi đến đi con. Thương mà cục vàng. Bác không có ý gì đâu, con đừng có hiểu lầm nha. À, dạ con hiểu rồi, con cảm ơn bác. Đủ rồi nha. Tôi nói cho anh biết, chuyện gia đình tôi, vợ tôi thương tôi lo cho tôi, không mất mới gì anh hết. Tại sao vợ tôi lo cho tôi mà anh ý kiến cái gì? Anh dám xưng danh là chồng của cổ nữa hả? Sao không dám? Vợ tôi nói vợ tôi chứ tôi lấy vợ người ta sao? Có anh á, coi kỹ là anh đi. Vợ người ta mà vợ ngó hoài hả? Con người không tốt. Tôi hiền đó, gặp thằng khác là không có để yên anh đâu. Thôi, anh Bình, anh đi về đi. Anh đi về đi mà. Đi đi. Đi đi. Đi về đi. Đừng để nó nóng. Ông Tám à, tại sao em lại vô tình vô nghĩa quá vậy? Hai đứa nào cũng là dâu, tại sao em thiên vị? Em có thiên vị gì đâu. Em vẫn thương cô Thơm mà. Em thay đổi nhanh quá. Bây giờ như thế này nè, một đứa suốt ngày lo lắng cho mẹ, còn một đứa gặp gây lộn. Em nhớ lúc mà em chưa biết con Hương đó, thái độ của em đối xử với nó là sao không? Không nhớ không? Không nhớ, anh nhắc cho nhớ nè. Em rủa nó là hồ ly tinh, rồi em nói nó là chồng nó chắc có vợ hai, vợ ba vậy đó. Bây giờ đúng như chốc rồi, em vừa lòng lắm phải không? Anh muốn làm sao? Bây giờ anh muốn em à không nhìn con dâu, không nhìn cháu nội sao? Ý của anh không phải là như vậy. Nhưng mà anh muốn em coi lại coi, đứa nào là em cần quan tâm nhất?
Bực bội gì dữ vậy? Từ từ trả chứ. Em ngồi đi em. Nè, anh ký đi. Em mượn nợ hả? Vậy là sao? Không. Em hết thương anh rồi sao? Giờ phút này mà anh còn hỏi em câu này nữa hả? Nhưng anh còn thương em. Anh còn thằng Thiện, còn cô Hương, anh tính làm sao? Em à, anh... Bất đắc dĩ thôi. Anh chỉ hướng đến với nhau. Hoàn toàn anh không muốn. Nhưng bây giờ lỡ có thằng Thiện rồi, anh phải làm sao đây? Giờ phút này anh còn nói một câu vô trách nhiệm như vậy, anh kêu em làm sao thương anh được nữa hả? Từ từ để anh giải quyết được không? Thôi, em chịu hết nổi rồi. Thơm, 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 thank you.
Em ngồi đi. Anh làm gì nhìn em dữ vậy? Không lẽ em tới thăm anh không được sao? Ờ, thì... Anh ở nơi này chật chội quá. Hay là anh về nhà đi. Ở đây không bằng nhà, nhưng mà sống riết rồi cũng quen. À, anh nộp đơn xin việc được chưa? Rồi, anh đã nộp đi nhiều nơi và cũng đang chờ kết quả. Chắc là nhiều nơi sẽ nhận anh mà. Lúc đó tha hồ mà chọn. Ờ, anh có cái này muốn đưa cho em. Em ngồi chờ chút nha. À, đơn ly dị hả? Không cần đâu, em... Nhưng mà anh cần. Em xem đi. Sao? Sao rồi? Cái bộ óc thông minh của mày đâu? Đem ra sử dụng. Sao? Có cách nào không hả? Ngồi im re, chỉ là bó tay. Tao nói cho mày biết, đây là ý trời muốn cho mày chùi lại đầu tư. Không phải, làm lại từ đầu. Ý mày sao? Muốn tao làm lại từ đầu? Đúng. Cách nào? Mày có cách hả? Mày thông minh mà không có cách làm sao tao có? Mày nói chuyện quầy vốn không à? Tao đang rối. Không có cách thì thôi nín đi. Nín sao được mà nín? Mày đã lật bài ngửa hết rồi. Có bao nhiêu tiền của mày tố vô cái cây bài này hết rồi. Bây giờ có thối lui cũng không được đâu con. Mệt quá. Vậy thẳng gì vấn đề đi. Vô giờ đây con có chuyện bài bạc quay. Vô thẳng vấn đề luôn, khỏi nói chuyện bài bạc cho mày hiểu. Bây giờ mày phải cuốn gói theo má mày về quê. Làm như vậy lòng mày mới thanh thản. Về dưới đi, phải có trách nhiệm với vợ mày, với bé Thiện. Sau đó làm kiếm một công việc nào đó, kiếm tiền thật nhiều, trả nợ cho mọi người, trong đó có má tao, ba tao, bạn bè tao, người yêu tao. Rồi mày cũng phải trả tiền cho Thơm nữa. Mày trả cho Thơm đi, ít ra trong mắt Thơm còn có hình ảnh đẹp về mày. Anh muốn ly dị với tôi hả? Anh coi tôi là ai? Coi tôi là ai mà muốn ở là ở, muốn ly dị là ly dị? Xin lỗi em. Em phải tự coi mình lại đi. Lúc xưa em coi anh là ai trước đã? Từ đầu đến giờ anh đã dối gạt em, vì em lỡ có bé Thiện với anh. Em biết trong lòng anh lúc nào cũng chỉ có chị Thơm thôi. Ngay cả khi ba người ngồi đối diện với nhau, bằng cho em khóc lóc, em gào thét, anh vẫn không một chút phản ứng. Nhìn vào mắt anh là em biết. Anh không yêu em. Nhưng mà ông xã ơi, em xin anh.
đừng để cho bé Thiện nó sống cái cảnh không có cha. Em không có chồng cũng được, nhưng mà em muốn con mình phải có cha. Em muốn bé Thiện nó lớn lên trong vòng tay chăm sóc của mẹ và sự ân cần của cha. Em chỉ muốn như vậy thôi ông xã. Em biết là em không có giỏi giang như chị Thơm, nhưng mà em hứa với ông xã em sẽ làm được tất cả. Em sẽ cố gắng học hỏi. Ông xã, em sẽ làm việc nhà tốt, em sẽ chăm con tốt, không cần mướn người làm nữa. Làm ơn tin em đi, đừng có bỏ mẹ con em mà. Làm ơn tin em đi ông xã ơi. Em về đi. Anh à, em chỉ muốn anh quay về. Em có biết điều gì em làm khiến cho hai đứa mình càng xa cách nhau không? Tất cả những gì em làm cũng chỉ là muốn giữ anh lại. Em không muốn những người đàn bà khác cướp mất anh khỏi em. Vậy là sai sao? Không lẽ những gì người ta làm để gìn giữ tình yêu lại cho là sai à? Em nói như vậy không phải là chính em rồi. Em làm như vậy không phải là tình yêu anh. Em làm vì tình yêu của chính em đó chứ. Còn ai cướp ai ở đây? Chỉ là anh cảm thấy hai đứa mình không tiếp tục được nữa thôi. Tại sao? Anh nghĩ em biết rõ về chuyện này rồi chứ. Nhưng em... Thôi, để anh nói rõ ràng cho em hiểu. Hai đứa mình có nhiều điều khác nhau. Càng chung sống thì càng nhận ra điều đó. Nhưng bây giờ mình đã nhận ra và có thể... Muộn rồi em à. Bây giờ anh đã quá chán ngán và sợ hãi khi nghĩ tới chuyện mà quay về với cuộc sống cũ. Alo. Em muốn làm gì thì tùy em. Bây giờ anh mệt mỏi lắm rồi. Chị muốn nói á là chị không phải là người đi cướp chồng của người ta đâu. Chị nghĩ là chị làm được chuyện đó sao? Vì chị không có muốn thấy hai người phải chia tay nhau. Tại sao? Vì anh Bình là người tốt. Chị không có muốn vì chuyện nhỏ mà tụi em phải chia tay. Chị có biết tụi tôi xa nhau vì chuyện gì không? Vậy thì không. Vậy sao chị cho là hiểu lầm?
vì qua cử chỉ chị thấy anh Bình với em thương nhau, thì chị nghĩ không vì chuyện đó mà phản bội với nhau. Chị nghĩ là có người xấu phá hại em đó. Chị lại muốn thay tôi làm việc luôn rồi. Tôi là chuyên gia tâm lý mà. Tôi còn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình. Làm sao mà chị hiểu được? Chuyện này nó không đơn giản như là chuyện trồng hoa của chị đâu. Theo chị nghĩ em nên gặp anh Bình giải thích hết đi, là mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi. Chuyện đó cũng đã thử rồi, nhưng có lẽ hai đứa tôi khác biệt nhau nhiều quá. Càng giải thích thì càng rắc rối hơn. Có lẽ là... Không lẽ em đành bỏ qua mọi chuyện? Có lẽ tôi sẽ đi xa một thời gian. Khoảng cách thời gian có thể sẽ làm thay đổi mọi rắc rối. Anh Bình. Ờ, Thơm, em tìm anh có chuyện gì không? Chị Cúc sắp sửa chia tay với anh rồi, anh không biết hả? Em nói như vậy mà anh cũng không có một chút phản ứng là sao? Thơm, em thật sự không hiểu gì hết hả? Em không hiểu, anh không nói lấy gì em biết. À, thôi, em gọi đi đi. Anh chỉ cho em coi cái này nè. Lại có thêm đơn đặt hàng nữa rồi đó. Cái sân thượng chắc rồi sẽ không có chỗ để cho em trồng hoa nữa đâu. Thôi đi, bây giờ trồng hoa trồng bông gì em cũng không có thích nữa. Bây giờ em muốn anh á là phải gặp chị Cúc, năn nỉ chị Cúc ở lại. Xin lỗi chị Cúc, ngày mai chị đi rồi. Nếu mà anh để chị đi á, em áy náy lắm anh biết không vậy? Anh sao kỳ vậy? Nếu anh không có năn nỉ chị, thôi em đi. Hành động anh kỳ quá đi. Anh Lúa. Em dậy rồi đó hả? Dạ. Có chuyện gì không anh? Không à. Anh cảm ơn em rất nhiều. Nhờ em mà mọi người đã tha thứ tội lỗi cho anh. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Anh có cái này gửi em. Em giữ gìn sức khỏe nha.
Em có thể chờ anh được không? Anh không biết. Em cứ đi đi. Thời gian sẽ quyết định.